Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay cái vấn đề quan trọng đây ha. Trong thời gian mà hôm trước mưa cũng khá là nhiều, rồi thời gian mình tưới đó, cái cây thì mình vô tấu cho dừa, cái hiện tượng nó sụp phân sẽ xảy ra ha. Thì cái cây này nè, cây này thì em mới ém phân lại đây đó, em phân lại ha. Hồi tối thì em phân lại tại vì cái ở lớp dưới đây nè, nó bị bọng, bị trống ha. Nó nếu mình ấn ở đây, chỗ nào mà nó mềm ha, là cái chỗ đó ở dưới, cái lớp dưới á, tuy cái lớp trên nó là còn tấu sơ dừa ha, nhưng mà cái lớp dưới nó đã bị bã ra rồi, mình tưới nó đã gọt ra những cái kẻ lỗ trống dưới đáy ha, dưới đáy chậu nó. Thì mình sơ ý đó, mình không có để ý đó, thì lâu ngày ha, thì tự nhiên cái cây mình, như cái cây này cả nhà thấy không, rất là đang sung ha. Nhưng mình nhìn kỹ lại đây, những cái đọt của nó đó, nó sẽ bị nhẵn lại ha, nhẵn lại và nó ốm, nó teo lại. Đó là hiện tượng đó, nó bị sụp phân ha, khá là nhiều. Tình trạng này thì vào tháng này, tháng 6, tháng 7 này ha, là rất là nhiều cây nó dễ bị sụp phân. Tại vì khi mình vô cái chậu nó lớn, hoặc là những cái cổ rễ, những cái rễ mà mình lúc trước á, mình đã khửi đất ra hết rồi, nên mà khi mình ném lại lâu ngày tháng thì nó cũng bị bọng, bị trống ở trong đó. Thì để ý những cái cây trường hợp này ha, trường hợp này thì nếu mình không ém kịp thời đó, là cái cây mình nó sẽ bị xuống rất là mau ha. Tuy là vẫn nó còn đi trượt đây, cả nhà mình thấy không, nó đi trượt đây, nhưng mà cái cây nếu mình nó sung khỏe là không bao giờ nó đi lọt chọt như vậy đó ha. Đó, nên cây đang sung mà tự nhiên nó sựng lại, trường hợp này thì là do nó bị sụp phân ha. Sụp phân là hết 90% rồi, lý do nó ha. Đây, nó bằng cái tên luôn ha, nhưng mà em ém đây, cả nhà mình thấy không, em ém là cứng lại hết rồi đó. Mình dùng cái cây nhọn đó bằng tay cái thôi, mình vuốt nhọn để mình thăm dò, mình chọt ở trong đây, trong cũng nhưng đa số là nó gần ở bộ rễ này ha, gần cái bộ rễ trong thân cây, ở dưới đáy cái thân cây đây. Thì mình xơm thử ha, thử coi cái tình trạng gần tới cái đáy chậu coi, nó nếu mà nó cái cây mình chọt vô nó bọng trống ha, thì mình từ từ thôi, mình khoét lỗ nhỏ nhỏ để mình ém trấu sơ dừa vô cho cái cây mình nó không còn bị bọng trống nữa đó. Thì để kỹ hơn, khi mình xoay vòng hết ha, xoay vòng hết, mình thăm dò hết vòng vòng những cái chỗ trong gần rễ đây, ví dụ như ở đây mình khoét một lỗ, ở đây mình khoét một lỗ để đưa trấu sơ dừa vô, trấu sơ dừa vô ha. Thì mình nhớ là kỹ cái cây này, nếu mà mình ấy cho nó thật sự là nó kỹ đó, thì ít nhất cũng khoảng là cả tiếng đồng hồ nha cả nhà, cả tiếng đồng hồ mình mới có thể là mình ém được cứng đó. Nó cái nào mình cũng ém từ từ đây, cả nhà mình thấy không, nó đi trượt như vậy đây, nó ra tự nhiên trong đây nó mập mà ra ngoài nó ốm đó. Thì cây này em nghĩ sụp cũng khoảng là nửa tháng trở lên rồi. Nó tưới cái lượng nước ở trên đây, tại vì em để một lớp đất nè cả nhà, để một lớp đất ở trên ha, nhìn thấy nó dễ đây, những cái rễ cám ăn lên tới trên luôn đây. Hôm em ém lại nè, thì mình ém về tình trạng đứt một số rễ là rất là bình thường ha, nhưng mình ém kỹ thôi, nói chung là mình kỹ hết khả năng để cho cái cây mình nó đừng có bị đứt rễ nhiều là được. Thí dụ như mình xơm khoảng cách nó khoảng một tấc đi, một tấc là một lỗ đó, để mình xơm xéo xéo vô trong đây. Đa số là trong cái dưới cái đáy thân cây này là nó tình trạng nó sụp phân là nhiều hơn nha, nhiều hơn những cái dòng ngoài. Dòng ngoài thì có thể mình ém, dùng tay mình ém lại thôi đó. Thì sau khi mình ém xong ha, có thể là tại vì trấu với sữa dừa mới thì mình ém trong đây bắt buộc mình phải tưới Ridumin ha, Ridumin Gold đó, thì cộng với dưỡng rễ để cho tưới một đợt hai đợt cho cái cây mình nó phục hồi lại đó. Nhiều khi những cái cổ rễ ở trong đây nó đã khô ha, khô rồi nó đã bị cháy rễ cám hết rồi đó. Thì để cho nó phục hồi thì mình không có được tưới phân liền nha, có thể là một tuần lễ mình tưới một lần Ridumin Gold cộng dược rễ, thì mình tưới hai đợt khoảng nửa tháng, rồi sau đó mình sẽ quay lại ha, mình tưới là bình thường. Khi đó thì có thể cái rễ cám mới là nó đã bắt ra rồi, thì lúc đó mình tưới cái phân hóa học vô ha, hóa học vô thì nó phát triển bình thường lại nha cả nhà. Nó thì kỹ như vậy được thì cái cây mình nó sẽ tốt hơn. Đây cái cây này nè, cây này nó cũng rất
tình trạng ở trong đây em bảo đảm nó sẽ bị sập phân rồi, sập phân ở trong cái đáy này ha. Đó nên chuẩn bị thì em sẽ làm lại. Đó, bây giờ hiện tại bây giờ chuẩn bị ha, để em ém lại những cái tấu sơ dừa ở trong đây, những cái chỗ nào mình thăm dò nó bị bọng bị trống thì mình sẽ trộn tấu sơ dừa để mình ém lại cho nó không có bị bọng trống. Đó, cái tược nó vẫn đi bình thường đây cả nhà ha, vẫn đi bình thường. Nhưng mà tại sao nó không đi đồng đều? Có một số đây, một số này ha, cái nó ra đọt rất là ốm. Đó là cái cây mình nó mất nước, nó bọng trống là nó mất nước, cái bộ rễ ở trong đó, những cái cám nó đang bị suy yếu đó. Thì mình sẽ giúp nó phục hồi lại. Tại vì cái bọng trống thì cái rễ nó không ăn không ra được. Mình tưới cỡ nào sáng chiều nó cũng bị ướt, bị khô lại ha. Như là trưa lại nó bị hóc ở trong đó, nó trống trong đó thì rễ nó ra không được. Nên cái cây mình nó dễ bị xuống cây đó, nó dạng nó mất nước lâu ngày thì sẽ bị cây mình nó sẽ bị suy ha. Đó thì hôm nay thì chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha. Trong khoảng thời gian này thì mình phải thăm dò lại cái cây mình có bị sụp phân hay không ha. Thì để biết như vậy thì có thể mình lấy cây mình thăm dò. Đó, như cái tay nhiều khi ngón tay mình không có tới ha. Nhưng mà theo em á thì tại vì em nhìn nó quen rồi đó. Nhìn mình biết cái cây nào nó bị sụp, cái cây nào không thì em có thể là ấn cái tay ha, ấn cái tay để mình biết chỗ nào phập phiều là cái dưới đó nó bị trống nhiều ha, nó còn nó phập phiều ít thì sẽ trống ít, nên để ý thì em nhìn sẽ biết hơn nhiều hơn đó. Thì để nếu mà chú anh chị mình chưa biết đó, dùng cái cách thăm dò ha, dùng cái cây để mình chọt vô những cái chỗ khoảng cách trong một tấc đều hết đó, mình thăm dò để chỗ nào trống thì mình sẽ nhét tấu sơ dừa vô nhiều ha. Rất là nhiều, nói chung là khi dùng trấu sơ dừa để mình vô chậu đó là cây mới ha, cây mới mình nuôi vài tháng thì cây nào cũng ít nhiều gì cũng bị sụp phân một ít ha, nên như thế nào thì mình cũng phải ém lại. Tại vì nói chung một năm em ém khoảng 2-3 lần ha, điều chậu nhỏ như vậy thì nó ít sụp đây, có thể mình ém vòng vòng thành chậu này lại đó, vòng vòng thành chậu mình ém xuống thì cái cây mình nó dồn lại, nó gọn lại rồi, nó không còn bị trống nữa. Còn những cái cây lớn đó mình ém như vậy không được ha, những cái lớn mình ém chỉ dòng thành đây là nó chỉ được cái khu ngoài thôi, còn ở trong đây lúc nào cũng bị trống đó, nên thì xảy ra trường hợp này nhiều. Cô chú anh chị em mình không hiểu lý do tại sao cái cây mình đang sung mà nó bị nhẵn lại ha, từ từ nó xuống, từ từ xuống. Mà nếu mà gặp thời gian nắng ha, mưa dầm khoảng nửa tháng một tháng gì đó mà lúc mưa thì cái cây mình nó vẫn tươi, vẫn đi đợi tược bình thường, nhưng mà cái tược của nó không mập, không khỏe, không đều ha, thì trường hợp đó là xảy ra rất là nhiều đó. Thì khi mà nắng lại tự nhiên cái cây mình nó bị sụ lá, nó không có tươi như bình thường, hoặc có thể là những cái cây nó thiếu nước ha, nó thiếu nước thì mình tưới thiếu nước trong cục nhân nó cũng bị sụ đó, mình tưới vô chiều lại nó tỉnh bình thường ha. Nó thì trường hợp rất là xảy ra cũng khá là nhiều luôn. Nói chung mình đoán thì có nhiều trường hợp thì anh em cũng hỏi em đó, nó tại sao tưới buổi sáng nó tỉnh lại, chiều trưa lại nắng, chiều lại nó bị sụ. Đó thì cái trường hợp đó có thể là những cái cây, cái rễ yếu ha, rễ yếu nó cũng có trường hợp là nó bị sụ lá, hoặc là dư cái lượng đạm thì nói chung nắng xong lên thì nó đi tược nhiều đó, hoặc là mình kích thích giống như xịt Atunit, xịt kích thích đi đọt này kia đó, cũng có trường hợp nó sụ ha, nhưng mà nó khác hơn đó, nó sụ thí dụ chiều lại nó tỉnh bình thường là cái cây đó nó không phải là do nó bị khô hoặc là bị sụp phân. Trường hợp đó có thể là mình đi cái lượng đạm nhiều đó, lượng đạm nhiều, hoặc là mình xịt kích thích đi tược để cho nó đi tược đều, thì nhiều khi nó kích quá thì cái tược mình nó cũng bị sụ nha cả nhà. Rồi cái khô cục nhân nó cũng sụ ha, nhưng mà thí dụ như mình tưới buổi sáng, trưa lại chiều khoảng 2-3 giờ nó sụ, trường hợp đó mình tưới lại thì nó
nó tươi lại ha, tươi lại. Còn nếu vài tiếng sau thì nó bị sụn nữa, có thể là cục nhân của mình chừa đất nhiều đó, nó cái bộ rễ của nó bị khô ở trong đó, nên mình tưới làm sao mình giữ canh lượng nước lại, mình tưới cho nó đủ trong cục nhân trong một ngày đó, thì 2-3 ngày sau thì mình tưới bơ xương đều thôi, không cần thiết mình tưới đẫm hoài mấy ngày liên tục ha, mình canh lượng nước vậy nó sẽ tốt hơn. Đó, thì trường hợp sụp phân thì nó sẽ làm cái đọt mình nó bị teo lại ha, nó bị nhẵn, nó bị teo lại, nó có nhiều lý do nha cả nhà, nên mình đoán thì theo cái kinh nghiệm của em thực tế thì tại vì em làm lâu thì những cái cây nào trường hợp nào có thể em xảy ra thì em nhìn em cũng đoán được 70-80% ha. Đó, nên nhiều khi cô chú anh chị mình mới làm đó, mới làm trường hợp đó mình khó nhận biết được đó, thì từ từ ha, có thể mình thăm dò những cái ý kiến của em đó, thì em nói ra thì ví dụ cô chú anh chị mình thấy trường hợp nào xảy ra thì mình sẽ thăm dò rồi mình thử rồi mới biết được nha. Đó, như cái cây này ha, cả nhà mình thấy ha, đi tược vẫn bình thường đó, đi tược vẫn bình thường, nó đồng đều, là cái cây mình nó không có bị sụp phân ha, phân nó dẻ, nó khắc, nó tên đều hết. Thì nhìn thấy cái lá nó tươi, nó dày đó, tược nó ra, nó mướt, cái cọng nó mướt nè, cả nhà mình thấy không, nó mướt, nó cứng, thì cái cây rất là khỏe nha. Cây này em cũng mới chỉnh sửa xong ha. Có cái cần gạt bay hay lạ nha cả nhà. Để cũng hơi chịu, hơi trống hơi sao một tí. Trống. Thời gian này thì nói chung là nắng rất là nhiều ở chỗ em đây. Mưa thì cũng có mưa, nhưng mà nắng đó, nhà mình thấy à, thấy bây giờ nó cũng có nám một số lá, lá xanh, lá dày vẫn nám nè. Còn ở dưới đất cũng vẫn có ha. Tại vì khi mình cái nhiệt độ nó nắng đột ngột đó, nắng nó gắt quá, thì năm nay em thấy trường hợp nắng rất là nhiều ha, nhiều hơn mọi năm, nó gắt hơn mọi năm. Nên những cái cây có thể là năm nay mình nuôi rất là cực nha, nuôi rất là cực, nếu mình không canh, không chăm sóc kỹ đó, thì cái cây mình nó dễ bị suy yếu, hoặc không suy yếu thì cái sau này cái tàn cái nhánh nó cũng không có đẹp nha. Đó, thì để cho cái cây nó ngon, nó phát triển tốt thì hiện tại bây giờ mình phải chăm sóc kỹ ha. Thời gian này rất là quan trọng ha. Tới khi làm bông làm nụ cũng vậy, nếu mà cái cây mình nó không có sung thì cho ra cái nụ nó không có được khỏe đâu, không có được đẹp nha cả nhà. Nên để mình cố gắng mình chăm sóc làm sao cho nó thật là đạt nha, và đạt để cho cái cây mình tết chân bông nó đẹp luôn. Đây, cây này này nó có ôm tùm mà nhé, cái cò lắc rất là đẹp. Dạ rồi ha, cả nhà mình thì cũng rất vui cô chú anh chị mình cũng đã xem qua cái video của em, thì trong thời gian này thì kênh của em cũng được phát triển rất là nhiều. Thì cũng nhờ cô chú anh chị mình đã ủng hộ và đăng ký kênh nha. Nếu mà cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh á, cũng như ủng hộ kênh, thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà vườn em, cũng như có động lực để em tiếp tục làm những cái video hay hơn ha, để giúp để chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái thực tế, để có kinh nghiệm để mình làm những cây mai sẽ tốt hơn nha. Cái này thì nói chung nó đã bấm ra chuẩn bị lúa cây 2 rất là nhiều ha. Dạ rồi, thì một lần nữa thì em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Dạ, em xin kết thúc video tại đây.